Rồi, chào các bạn nha. Giọt yếu quá các bạn ơi. Cột vô đó chịu nổi không ạ? À? Lâu chiếc xe vô đó luôn á. Đó. Gió rút lên nghe rồi đó. Ù sao lầm không nha. Sao lầm sao bụi. Thả à, ro được làm gì rồi đi chạy lên á rồi xuống dưới rồi chạy lên có trấn lên á. Đó. Đấy. Thích ra luôn. Biết lắm. Biết lắm mà. Đi xuống dưới là biết anh chạy lên lắm mà. Đón trúng bóc luôn. Gà trống gà vô đây chạy vướng à. Gà lấy trớn chạy lên cái nữa. Là xà. Gió yếu quá. Đó, vô tới đó. Đó. Dân kêu đã chưa? Đó, rút lên. Làm hai hiệp là lên cao lần ha. Rồi quá xa rồi mà bay không nổi. Ù sao làm bật trước. Chạy. Chạy công đích luôn luôn.
giật luôn, chết. Do yếu phần đuối luôn, mệt luôn. Nói vậy vậy à, chứ nhiều ổng lên là ngon á. Giật ổng chạy à. Rớt rồi. Dựng bộ nó ngã rồi. Đây ta mấy con xe quá thì mệt. Chắc. Đấy luôn. Nãy giờ nó mới lên lận. Đi nó cũng khó lên lắm. Gió yếu quá, lắc nó nói không lên được, không lên được. Nó nói chưa đủ gió, tao chưa muốn lên mà. Bắt đầu không? Kiếm luôn rồi, bước luôn rồi. Tại diều nấu nước không mà chuẩn bị củi ghê không? Đóng củi. Xe dây anh ta làm xe dây. Mình lúc con vậy chứ nặng lúc con cứng lắm, cứng lắm. Rắp chứ rút gì? Anh Tư nấu gì mà chặt củi? Siêu tóc á hả? Hay nấu bánh đồ đó. Nấu bánh mà
bụi đó anh nấu vậy? Không, không bụi gọc anh, chứ bụi gọc không đâu cháy đâu. Có chuyện cháy đâu, bụi bèo lắm, còn cây, còn chân, còn vậy đó. Con chứ. Bụi đó cũng được, bụi hỏi nào chậm. Đó, màu. Vụ mà bụi lớn lớn rồi đó. Rồi. Rồi thôi, giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.